Lan Rừng Chu Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay là buổi tối ngày 4 tháng 11 2018. Cho phép xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả gia đình mình. Có một buổi chiều tối vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Ngày hôm nay em có một lô cáo. Đấy, một lô cáo này đẹp tuyệt vời luôn ạ. Em rất là ưng luôn. Đó, đây ạ, rất là đẹp luôn. Hàng cáo nói chung là hàng được như này là chuẩn rồi đấy ạ. Đó. Em có hai loại, một loại đó là lá xếp và một loại là lá lướt. Đối với một loại lá lướt, ngày hôm nay em bán giao lưu với cả nhà, giá là chỉ có là 150.000 một cân, hàng lá lướt nhé. Còn hàng cáo xếp em bán là 350.000 một cân đấy ạ. Đây chính là hàng cáo xếp của gia đình em đấy ạ. Đấy, hàng cáo xếp nhé. Cáo xếp mọi người, cô chú anh chị hay thắc mắc là cáo xếp với cá lướt nó giống nhau như nào, thì nó chỉ là đẹp hơn về cái hình thức thôi. Còn loại hoa thì nó vẫn giống nhau. Nói chung là khi mà chúng ta muốn chơi thì chúng ta luôn luôn muốn đẹp đúng không ạ? Đây ạ. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, hàng rất là đẹp tại vì là trời nó hơi tối nên là em ở trên vùng cao là tối hơn so với cô chú anh chị ở dưới đồng bằng nên là nó sẽ tối hơn. Và đặc biệt là nhà em thì đang thắp điện nữa. Đó, đây ạ, nhà em có khoảng tầm 10 cân hàng cáo xếp. Em bán 350.000 một cân ạ. Cáo xếp nhá, rất đẹp luôn ạ. Vì trời hơi tối nên là không quay được thôi ạ. Đó, còn hàng lướt thì 150.000. Tiếp theo dòng long tu đá tím. Trời ơi, hàng thì đẹp nhưng mà cái ánh điện nó không được nét cho lắm. Nên là em bán là 300.000 một cân ạ. Đó. Ngày hôm nay thì không có nhiều đâu ạ, có khoảng hơn 10 cân thôi. Dành cho 10 cô chú anh chị ạ. 300.000 một cân ạ. Tiếp theo sơn thủy tiên thân lùn. Đấy. Rất là đẹp, đẹp quá đi. Đây ạ. Tại vì cái bóng điện nó chói thẳng xuống đây nên là chúng ta nhìn được rõ hơn. Đó. Đối với sơn thủy tiên thân lùn này ngày hôm nay em bán chỉ có là 230.000 một cân thôi. 230.000 một cân ạ. Cái dòng này chúng ta ghép vào giá thể hoặc là ghép vào gỗ để ok hết này. Đó. Dòng này thì không chê vào đâu được. Hoa vàng họng nhung nhé cả nhà nhé. Hoa vàng họng nhung ạ. Còn đây em vừa mới lấy mấy cây cáo ra để em quay cho cả nhà cùng thấy luôn. Đây là hàng là xếp rất là xinh luôn đó. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy. Hy vọng là buổi tối ngày hôm nay thì cô chú anh chị sẽ ủng hộ em hết cái số cáo là hơn 10 cân cáo là xếp này. Còn cáo lá lướt thì là khoảng tầm 20 cân thôi. Và tiếp theo một cái mặt hàng cũng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và một cái dòng hoa tâm linh được rất nhiều cô chú anh chị thích đúng không ạ? Wow, dề này to quá. Dề này. Có hàng dề nhá. Em bán hàng cân là 230.000 một cân ạ. Riêng đối với dề này thì em bán 400.000 cái dề này này. Đây. Đó, rất là đẹp luôn được không ạ? Nói chung là hàng thì toàn những cái hàng dề nhỏ vừa để chúng ta vừa ghép gỗ, vừa ghép vào trong cái gỗ để vào trong cái chậu đều được hết ạ. Đó. 230.000 một cân. Tiếp theo đây chính là hài dâu đấy ạ. Hài dâu thì em có cả hàng thuần bán là 200.000 một chậu nữa. Hài dâu 130.000 một cân ạ. Và cái dòng tiên hài này em bán 95.000 một cân ạ. Em bán giảm giá luôn đấy ạ. Cái tiên hài này nếu mà cô chú anh chị chưa có cho mình một giỏ thì sưu tầm cho mình một chậu đấy ạ. Một cân thì chúng ta sẽ được khoảng tầm một chậu to đẹp hoặc là hai chậu nhỡ. Và đây chính là địa lan hồng hoàng đấy ạ. Đối với địa lan hồng hoàng, gia đình em bán giao lưu là 170.000 một cân địa lan hồng hoàng ạ. Đó. Và đây là những cái chậu hài dâu của gia đình em mà em bán 200.000 một chậu đấy ạ. Đó, chậu đây. 200.000 một chậu. Còn những cái chậu to hơn thì sẽ là 250. Đây. Tuy nhiên là những cái chậu mà ở dưới này đây thì em bán là 200.000 thôi. Đấy. Và đây là những cái chậu kiếm, 200.000 một chậu kiếm này. 200.000 một chậu kiếm này. Và nếu mà em giá thì chưa bao gồm cái này đâu ạ. Nó cô chú anh chị nếu mà mua cái này nữa thì chỉ thêm 20.000 nữa nhé cả nhà nhé. Đó, kiếm lô hội 200.000 một chậu ạ. Nếu mà em mà gửi cả chậu mà gặp phải những cái bưu điện mà họ không có trách nhiệm ấy mà nó làm cho chúng ta dụng vỡ cái chậu thì chúng ta hãy cô chú anh chị mua cái bình ấy, chúng ta có thể cắm vào. Và cái dòng này thì khi mà gia đình em đã thuần rồi thì nó phát triển nhanh lắm, nó không ảnh hưởng gì đâu ạ. Và tiếp theo em có 6 chậu 6 chậu trầm tím này, nó rất là nù đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là đáng yêu đúng không ạ? Đây ạ, em bán 400.000 một chậu đây. Đó, 400.000 một chậu hai thân rất là đẹp đúng không ạ?
Đó. Cái màu vàng này là tượng trưng cho sự phát triển này, cho sự khỏe mạnh này. Gia đình em hoàn toàn là không tưới bất kỳ một cái phân thuốc nào hết, mà gia đình em chỉ tưới mỗi nước thôi ạ. Và trầm thì làm cái loại có hương thơm rất là thơm và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích và là một trong những cái dòng hoa quý của giới hoa lan Việt Nam mình ạ. Đó, thì gia đình em hôm nay có 6 chậu em giao lưu với cả nhà này. Đó, em sẽ ghi từng tên luôn nhé, em sẽ ghi và cô chú anh chị ưng giỏ nào thì em sẽ gửi cho cả nhà giỏ đó. Đây em vừa mới làm giá xong đấy ạ. Đó, em sẽ quay tận mặt cho cả nhà xem này, giỏ số 1 này. Đó, giỏ số 1 đây là một ít ấy đấy. Đất. Giá thể thì gia đình em ở bên dưới này là vỏ thông này và đây là cây nhãn rừng, nó rất được rất là bền và khi mà rễ nó ăn chắc xuống dưới thì nó sẽ không không có bị thối hoặc là bị ủng đoạn. Đó, gồm có hai thân rất là đẹp đấy ạ. Một thân thì gồm có 1 2 3 4 5 lá. Đó. 5 cặp đúng không ạ? Bên này thì có 3 cặp. Gia đình em bán 400.000 chậu số 1 này. Chậu số 2 gồm có 3 thân đấy ạ. Đó, cùng có 3 thân đây, em xoay cho cả nhà cùng xem này. Đó, việc thì do là bây giờ ánh nắng ban chiều ấy nên nó hơi vàng thôi. Còn cái thân này thì cả nhà nếu mà nhìn ở ngoài ấy, nó rất là, nó vàng ươm luôn. Nó cảm thấy nó vàng khỏe mạnh ấy. Nếu mà cô chú anh chị nào đã từng chơi lan rồi thì sẽ biết rằng là khi mà phun thuốc nó sẽ xanh ngắt luôn. Còn gia đình em là tưới nước thôi. Nên là cái độ thích nghi môi trường ở bên môi trường khi mà em gửi cho cả nhà ấy, thì nó sẽ thích nghi môi trường rất là nhanh luôn ạ. Chậu số 2 em bán là 480.000 này, cùng có 3 thân đấy ạ. Đó, ba thân rất là đẹp đúng không ạ? Chậu số 3 này em bán 450.000 cũng gồm có ba thân này. Ba thân nhưng nó hơi ngắn hơn, cái thân bên này nó ngắn hơn một chút nhưng mà khi chúng ta trồng ấy thì chắc chắn là sang năm có hoa nhé cả nhà nhé. Là chậu số 3 là 450.000 này. Chậu số 4 là 480.000. Đây cũng dài này. Như ra chậu này phải bán 500.000 đó nhưng mà em bán 480.000 thôi. Đó. Tại vì hơi vàng. Nên là đây quay được cho cả nhà cùng xem này. Đó. Đây chậu số 4 này. Chậu số 5 gồm có 2 thân này. Đó. Tại vì chiều rồi nên là em quay nó sẽ không được, nó cứ vàng vàng ấy, có ánh hoàng hôn ấy. Đó, chậu này em bán là 480.000 nhá. Nhầm, em sẽ bán 400.000 nhá. 480.000. Đó, nói chung là hoa thì trầm thì nhà em thì giao lưu tại vì mấy ngày hôm nay rất là khan hàng, dân người ta thì cứ mải đi. Cô chú anh chị hãy đăng ký kênh bằng cách ấn vào cái chuông hoặc là chữ xem trước ở trên Facebook hoặc là kết bạn Zalo với em theo số điện thoại 0965 495 087 ạ. Và cô chú anh chị nếu mà gọi điện cho em mà không thấy em nghe máy thì tức là em đang có một công việc riêng hoặc là do là điện thoại nhiều quá nên là bị chèn chẳng hạn, thì cô chú anh chị hãy nhắn tin đặt hàng thì sẽ nhanh nhất nhé. Và bây giờ thì em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video sáng ngày mai ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.